St. Mary's Gales getting set to take on the 17th-ranked Gonzaga Bulldogs. And we are underway on ESPN Plus. Lô alo, xin gửi lời chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Thập Cẩm TV. Chúng ta đã chuẩn bị đến với trận đấu của Gonzaga và St. Mary. Mình từ từ đợi tí, tiếng sân nhỏ quá. Hello hello nha, mọi người điểm danh số 25 để chúng ta bắt đầu bước vào trận đấu này. Và vừa có một quả ném 3 điểm thành công tới từ St. Mary. E-Dream cú ném 3 đầu trận chưa thành công từ Thảo Mì. Hello hello mọi người nha, hôm nay thì cái lịch nó hơi bất ngờ nên là chưa kịp xoay, nên là thay đổi cũng chưa kịp báo mọi người. Nay thì mình vẫn đồng hành với mọi người nha. Maxwell, mọi người đợi chút để mình đang cho cái tiếng sân nó to lên. Nó nhỏ quá. Hôm nay E-Dream đã quay trở lại với đội hình xuất phát. Chính xác hơn là trở lại với đội hình của Gonzaga sau một khoảng thời gian về phục vụ đội tuyển quốc gia. Phản công dành cho Gonzaga. Cầm bóng lên đang là Vi chuyền bóng và có một tình huống ghi điểm của E-Dream. Sao nó nhỏ thế? Hello biên tập viên Doraemon nha. Hello anh em. Hello mọi người. Hôm nay là trận đấu làm khách của Gonzaga tại St. Mary. Có 2 điểm nữa được ghi dành cho đội chủ nhà. Hello Duy Quan nha. Như vậy là có ui, đội bạn đồng bộ luôn đấy. Đội bạn đi carry hồng hết luôn này. Cái của sân đấu này nó cũng hơi lạ nha. Chuyển cảnh khá nhiều. Từ góc quay dọc ngang lại góc quay chéo. Khá nhiều góc quay hôm nay được sử dụng. À đâu, lát mình không làm Warrior nhá. Lát Warrior bắt cây làm. Mình làm Warrior chắc ngất ở đây luôn. Với cả nó không kịp giờ. Chúng ta quay trở lại với trận đấu này. Tỷ số vẫn đang là 5-2. E-Dream được truyền ra ngoài. Thảo Vy chống trả với một quả ném 3 điểm. Góc máy hơi lạ nhưng đó vẫn là quả 3 thành công của Thảo Vy. Anh Đài ơi, cho em về góc máy bình thường. Góc máy này nhìn đau mắt quá. Đấy, cho xem cái góc máy này đi. Tiếng sân vẫn nhỏ. Nếu nhỏ thì mọi người cứ chat lên nha để mình nhờ chỉnh lại. Mình cũng thấy nó hơi nhỏ. E-Dream rebound. Đây là Thảo Vy. Tiếp tục là E-Dream. Maxwell. Chạy cắt từ Mi. Sau đó là một đường chuyền nó hơi lỡ nhịp của Thảo Mi. Jones had a 22-point performance 4 games ago against Santa Clara. Now in her freshman season, rolls around to the corner as Hannafin looks to dump it off. We talked about Okuso. You have Jones, both freshmen. Có khoảng trống cho một quả ném 3 điểm thành công khi mà tình huống kéo kèm của Thảo Vy đã không thành công vì đã bị ngã sau tình huống nỗ lực đeo bám vừa rồi. 8-5. Tiếp tục là một tình huống để mất bóng của Gonzaga. Nhập cuộc có vẻ chưa tốt lắm đến từ các cầu thủ đội bóng đen. Cầu thủ đang cầm bóng đó là Maya Jones. Đội bạn có một quả giày tông xoẹt tông, cả đội một màu. Ảo thật. Cướp bóng không thành công rồi. Đột phá vào trong, đường truyền ra góc khung độ. Bắn phách chưa ném. Đột vào, lại đưa ra góc không. Bây giờ là quả ném 3. Và thêm một quả ném 3 điểm thành công nữa. Đội bạn khởi đầu với 3 quả ném 3 thành công. 11-5. Maxwell có 2 điểm được ghi. Thực sự là hôm nay chúng ta sẽ tương đối là chóng mặt đấy. Sẽ rất chóng mặt với việc đổi góc quay liên tục từ nhà đài. 71. Hannafin to Bamberger. Một quả ném 3 nữa. Lần này thì không thành công. Nhưng mất off rebound. Cơ hội dành cho các thủ St. Mary. Tiếp tục chống trải ngoài vòng bán nguyệt. Và tiếp tục là một quả ném 3 thành công. Lại là Leia Hannafin. 4 quả ném 3 thành công
Cho đến thời điểm này của St. Mary, khoảng cách là 7 điểm dành cho đội chủ nhà. Họ ném 3 thế này thì khó. Khi Jim ném mid-range, không có điểm được ghi. Họ phải xin rebound cũng không được bắt. Tiếng sân ok chưa mọi người ơi? Alo, alo. Mọi người check qua cho mình một chút về âm thanh hình ảnh nha. Xem là ok chưa. Rồi, trở lại với trận đấu. Hiệp 1 còn 5 phút 48 giây. Hôm nay cái bảng tỷ số này cũng đều cơ. Đồng hồ giây còn không thèm chạy ạ. There's 12 areas on the floor that you want to trap at. And they did a great job of getting Akuso in this area. Tiếng vẫn bé. Ôi, hôm nay thì nghe tạm bé vậy. Bởi vì nó cũng không to hơn được. Thảo Vy. Maxwell. Đã có lỗi kickball. This is a situation here, Coach Fortier saying, let me just change the lineup, get some more energy in the game. Doesn't like what she sees so far. Hannah Rapp will sub in for Dalton. St. Mary's has already hit 4 threes. Thảo Vy. This is against the Gonzaga team that is number 1 in the conference. Maxwell. Ejim. Được truyền ra có khoảng trống, một quả ném 3 điểm nữa. Lần này thì không thành công nhưng rebound cho Hybin. Và 2 điểm được lên dành cho Gonzaga. 9-14. Câu thần chú của bác mỗi khi đội bạn ném 3 cháy là gì nhỉ? Để xem chúng mày ném ba, để xem hot hand đến bao giờ. Nhưng mà câu đấy mình chỉ nói bên NBA thôi. Ở đây thì không. Quý 1 còn 5 phút, khoảng cách đang là 5 điểm dành cho St. Mary. Những đội bóng sống bằng ném ba thì cũng đến lúc mất tay thôi. Nếu như họ không thể tìm được một cái cách đánh nó khác hơn, nó mới hơn, nó đột biến hơn thì những cú ném 3 mãi cũng sẽ trượt, nhưng mà họ chuyển qua ném mid-range rồi. Right now, 16-9. Ejim. Đột phá vào trong từ Ejim và pha lay up tay trái ghi điểm tốt từ Ejim. Tí như không ổn, trễ 10 phút á, là sao lại trễ 10 phút? Vẫn đang đánh này mà. Số đang là 16-11. Xoay sở trong khu vực bảng rổ và không có điểm được ghi. Thủ tốt từ Gonzaga. Có cách 5 điểm thôi. Vì vẫn đang cầm bóng lên. Ejim. Đây là Kelly Stock chạy cắt từ Maxwell. Có một tình huống cắt đến shoot 3. 3 điểm tính với cú ném của Maxwell. 14-16. Record của St. Mary đang là 10-14 ở record tổng. Còn record ở WCC nói riêng đang là 3-7. Và nếu như không có bất ngờ nào xảy ra thì có lẽ hôm nay Gonzaga cũng sẽ có chiến thắng rồi. Akuso đứng chuyền vào trong. Đây là Hafanin, một cú ném mid-range bắt đầu có dấu hiệu nguội tay từ đội bạn rồi. Thảo Vy, khoảng cách còn 2 điểm. Tiếp tục là Vy, đường truyền cho Ejim. Đây là Kelly Stock. Vừa có một pha phạm lỗi của cao thủ St. Mary với Maxwell. McKenna Mastora, who returned a couple of games ago after suffering a concussion midway through conference play, enters. Eliza cùng với Thảo My quay trở lại sân. Thảo My. Đây là hai bên. Đường bóng cho Kelly Stock, chuyển lại cho Vy. Eliza luân bóng rất tốt. Karen Su 3. Có khoảng trống và đó là tình huống tận dụng thành công với cú ném của Thảo My. Này thì ném 3 với chúng tôi này. 17-16, Gonzaga đã dẫn trước ngược trở lại. Sau một chuỗi run rất nhanh. Hanafin. Hanafin và Hybin. Làm bắt đầu có dấu hiệu tấn công hơi khó khăn từ St. Mary. Một quả ném 3 điểm không thành công. Rebound dành cho Gonzaga.
Gary Stokes. Thảo Vy. Thời gian của hiệp 1 còn 2 phút 20 giây. Eliza tiếp tục luân bóng. Bóng trong tay của Thảo Mi gọi screen. Tiếp tục là Mi. Mi double team đưa lại cho Eliza. Eliza thực hiện một quả ném 3 điểm chưa thành công. Rebound vừa rồi là của số 21 bên phía đội bạn, đó là Hanaraf. Mastora. Đây là Bamberger. 1 phút 50 giây. Khoảng cách 1 điểm cho Gonzaga. Shot clock còn 9 giây. Hanafin tiếp tục lại là một quả ném 3 nữa và đội bạn vẫn ném 3 thành công. Đội bạn ném 3 thành công ở tình huống ra tay vừa rồi của cầu thủ ma số 1. Đó là Mastora. Cũng có 2 điểm được ghi dành cho Thảo Vy. Tình huống góc quay nó hơi bất ngờ. 19 đều. Vy đã có điểm số thứ 5. Chưa cướp được bóng. Bamberger. Chọc bài xịn là bóng lên dành cho các cầu thủ Gonzaga. Out early they did, but again when you look at a team, the number 16th ranked team in the country, they're number 16 for a reason, Evan. They've beaten Stanford, they've beaten California. Ejim quay trở lại sân. Thảo Vy tạm thời có một vài phút nghỉ ngơi. So this team is legit 16th in the country, 11-0 in conference, 18 consecutive victories. They know how to win and they know how to close games out. Their two losses are to top 25 opponents on the road in overtime at Washington State. And Thảo Mi. Eliza. Maxwell ở ngoài. Tiếp tục là Maxwell. Trời ơi, góc máy. Nhìn hoa mắt quá. Tiếp tục là Ejim. Layup không thành công nhưng rebound cho Eliza. Kick ra ngoài cho Maxwell. Một pha xử lý bóng hơi không tốt của Maxwell. Nhưng bóng trở lại với Gonzaga. Maxwell pull up ném 3 ngay. Không có 3 điểm được ghi. Rebound cho Thảo Mi. Tiếp tục là Mi. Maxwell ở ngoài rồi, trong hết cả mặt, trên vào trong. Ui đây rồi, đấy, đổi góc quay cái có điểm luôn. Hai điểm được ghi dành cho Eliza. Trong hết cả mặt. Hóa hết cả mắt. Đột phá vào phía trong. Phòng ngự có lỗi mất rồi. Với Calistoc, hai phạt dành cho St. Mary. Quả cam nó xoay cho 360 độ thể thao luôn. Hai quả phạt dành cho Akuso. Quay cho anh em xem rối loạn triều đình luôn. Một pha thành công. Hai pha chính xác. 21 đều. Trận đấu hai đội ghi khá nhiều điểm nha. Thảo Mi. Ejim. Không biết là còn bao nhiêu giây. Còn 20 giây. Kelly Stoke. Tiếp tục là Mi. Eliza đã có kickball rất rõ ràng. Và sẽ là thời gian tấn công còn lại của trận đấu dành cho Gonzaga trong hiệp 1. Thảo Mi chuyền ra ngoài cho Eliza. 13 giây. Kelly Stokes có khoảng trống cho Maxwell. Maxwell ném 3 điểm ngay và end one. 3 điểm tính và thêm một quả ném phạt dành cho Maxwell. Cơ hội với một cú 4-point play. Cú ném chất lượng ở góc không độ và câu về được cả ném phạt. Maxwell have an opportunity for the rare 4-point play. Well, Maxwell coming over from Utah. The last season in her
Ném phạt thì lại không thành công. Gần đây Maxwell ném phạt đang hơi lỏng tay. Từ trận đấu trước đã vậy rồi. Chưa có 4 point play. Và đội bạn kiếm về được thêm 2 quả phạt khi mà thời gian chỉ còn có 1.6 giây nữa thôi. Khá đáng tiếc khi mà Gonzaga đã không thể phòng ngự thành công trong thời gian ít ỏi vừa rồi. À không, như vậy là trọng tài thổi lỗi tấn công ạ. Nhầm. Như vậy là lỗi tấn công. Lỗi tôi. Trọng tài thổi lỗi tấn công của đội bạn. Và khép lại hiệp 1, tỷ số đang là 24-21. Khoảng cách 3 điểm cho Gonzaga. Giải nữ đánh một hiệp 10 phút. Và quay trở lại với hiệp đấu thứ 2 giữa Gonzaga và St. Mary. Tỷ số đang là 24-21 nhưng về phía Gonzaga. Thảo Vy đã quay trở lại trên sân. Vừa có lỗi phòng ngự. Đó là lỗi của Tyler Dalton. Top 20 team, you have to do a lot of things right. They came out well, they got out early up by 7, but you see the hello, tái gầu ít bay. Nhưng nghe tên bác tôi lại thèm bát phở. Maxwell, một quả ném 3 điểm nữa và tiếp tục là nothing but net với cú ra tay của Maxwell. 27-21. Ừ đúng rồi, nãy đầu cầu chữa lành ấy. Nhưng mọi người nghe giọng tôi là biết. Hôm qua tôi chửi bọn cầu nó mạnh thế nào. Chửi đến khan cả tiếng. Không nói được nữa. 27-23. Maxwell. EG vào phía trong. Xử lý trong pin. Rất tự tin nhưng chưa có điểm số được ghi. Trọng tài sẽ là bóng xuống cho Gonzaga. Bamberg was able to stay vertical in that situation there. Ejim, I thought, could have went into the body of Bamberger. She decided to kind of fade away, use the glass. First time she scored, if you recall, she went right to left. This time she goes left to right, shows her tools in the toolbox. Yeah, so far Bamberger has limited Ejim to just 4 points on 2 of 6 shooting. As Maxwell. The game for St. Mary's is Hannafin. Ejim. Tiếp tục là Maxwell được truyền vào trong nhưng nó hơi khó. Quả bếp cháy quá và tự cầu nó cứ làm anh buồn thì ngày nào chả thế. Có hôm nào nó khác hôm nào đâu. Úi giời, sao lại giật thế này? Nhoè nhoè rồi nhoè thôi. Chả chả hình ấy nhoè quá. Đây rồi. Tát một team. Phòng ngự rất rát và cướp bóng chưa thành công rồi. Nhưng đội bạn tự đưa bóng ra ngoài. Không cần phải cướp. Đội bạn tự ném ra ngoài luôn. Bóng biên dành cho Gonzaga. Eliza. Thảo Vy đang là người cầm bóng lên. Tiếp tục là Eliza. Vẫn đang là những nỗ lực luân bóng khá tốt từ các cầu thủ Gonzaga. Tiếp tục luân chuyển bóng, Maxwell có khoảng trống cho một quả ba nữa. Lần này không thành công nhưng rebound sẽ dành cho các cầu thủ Gonzaga. Bóng xuống. And you have to be able to maintain those long rebounds on the three ball because you don't want to give a team like Gonzaga extra possessions. We know they score 81 points a game. Inbound là Thảo Vy. Ejim được chuyền ra ngoài. Karen shoot 3 từ Thảo Mì. 3 điểm tính với cú ném rất nhanh đến từ Thảo Mì. Rất mướt. Đó là điểm số thứ 6 của Mì với 2 quả ném 3 thành công. Vì thì đang có 5 với 1 quả 3. Và một tình huống dứt điểm trong khu vực bảng rổ. 30-23. Khoảng cách 7 điểm cho Gonzaga. Đột phá vào phía trong. Trọng tài xác định là offensive foul. Lỗi tấn công được thổi cho Maya Jones. Đấy, bảo rồi. Chống mắt lên xem các bạn hot hand đến bao giờ. Thảo Mì. Đây là Vy. Vy pump fake. Đột phá vào trong được truyền ra cho Mì. Mì cut and shoot 3. Thêm 3 điểm tính với cú ném thành công của Thảo Mì. Back to back 3. 3 quả ném 3 thành công của Mì và kiến tạo vừa rồi là của Vy. Mượt chưa? Quá mượt. Các bạn ném 3 đi. Ném nữa đi xem nào. Ném làm sao được. 33-23. Khoảng cách 10 điểm dành cho Gonzaga. Sân chỉ quay 5 tình huống góc quay dưới thôi là tôi chóng mặt.
back organized again. And once they was able to do that, they was able to walk down St. Mary's. Now you see them up by 10. Yeah, Lisa Fortier, a 90-second in timeout. Quay lại với hiệp đầu thứ hai, thời gian còn 7 phút rưỡi, khoảng cách đang là 10 điểm cho Gonzaga trong một khoảng thời gian mà Thảo My vào sân và quá hot hand. Thấy là Danton mất bóng luôn, cướp bóng từ Ejim, tốc độ của Ejim rất nhanh, Eurostep lay up tay trái ghi điểm dễ dàng từ Ejim. Sự trở lại của Ejim cũng sẽ đem lại sức mạnh trong khu vực hình thang, khu vực bảng rổ dành cho Gonzaga. Mặc dù trong những trận đấu trước thì hai bên cũng làm rất tốt trong nhiệm vụ thay thế. Trong khoảng thời gian mà Ejim về tập trung thì cũng ra. Akuso. Danton. Đội bạn đang rơi vào thế bế tắc trong những đợt tấn công này và Maxwell là người thủ tốt. Còn 9 giây. Couple of charges he's taken as well. 11 points, 3-5 behind the yard. Có bảng rổ mà không có bóng để chơi. Mình mang bưởi lên mình ném được. Tập ném bưởi. Xong rồi về sau lực cổ tay nó khỏe. Ném bóng rổ nó cho nó mạnh. Ngày xưa mình còn đi học cấp 2 là trường cấm đá bóng. Là chỉ có đá bóng tennis thôi. Ngày xưa đá bóng toàn đá bóng tennis rồi cấp 2 xong rồi kiểu kỹ năng lên chân điêu luyện. Không có điểm được ghi. Bóng lên dành cho Gonzaga. Mi 9 điểm nhé. 3 của 3. Mastora had an opportunity there on the clear out using her offhand was not able to get it up high enough off the glass to finish, but those are opportunities we mentioned earlier that you have to convert when you're playing a team like Gonzaga. Tiếp tục là Thảo Vy. Hai bên. Maxwell. Vẫn còn thời gian rất nhiều và một quả ném 3 điểm không thành công. Một cú ném có lẽ là hơi vội của Thảo Vy. Bóng đi airborne. Áp lực phòng ngự là tốt đến từ đội bạn trong tiếng bóng vừa rồi. Đội bạn có vẻ là không dám ném 3 nữa rồi thì phải. Cóng à. Akuso. Pick and roll. Lại là off foul và một lần nữa là Maxwell. Maxwell lần thứ hai câu về off foul của đội bạn trong trận đấu này. Thấy Maxwell câu foul tôi lại nhớ về thằng Emport Jemski của tôi. Hôm qua nó đánh hay như thế. Bị thằng Clipper nó đấm cho sưng cả mắt mà không bị đuổi. Thảo Vy cut and shoot 3. 3 điểm tính đến từ cú ném góc 45 độ của Thảo Vy. Hôm nay thì cả Vy và Mi đều đang hot hand. Điểm số thứ 8 của Thảo Vy. Và đó là quả ném 3 thành công thứ 2. Đưa bóng ra góc 0 độ. Đội bạn chuyển qua đánh vòng trong rồi. Vòng ngoài không dám ném nữa rồi. Ném đi. Ái chà. Bảo ném luôn. Đó là cú ném 3 của Mastora. Thôi không thách thức nữa. 38-26. 12 điểm. Thảo My. Hai bên ngắm nghía cũng đáp một quả 3. Không thành công. Nhưng sẽ là bóng xuống dành cho Gonzaga. Inbound là Thảo Vy. Hollingsworth will check in for Ejims. Eliza, một tình huống ném mid, chưa có điểm số được gì. Và bắt rebound là của Bamberger. Gales have to get out and run. Akuso. Not allowing Gonzaga's defense to set in the half court as they've proven to be rock solid on that side of the floor. Mastrora. 4 phút 40 giây. Lại đưa bóng ra góc 45 độ. Cú ném mid range không có điểm tính. Rebound dành cho Eliza. Hanifin with the pullback dribble. And defensively you're starting to see how they're clamping down. Calistop. St. Mary's not able to get the shots. Thảo Vy, một cú cắt đá số 3 nữa và quỹ đạo quá đẹp tới từ cú ném của Thảo Vy.
in zone. In zone rồi. Những cú ném gần như là không thể trượt đến từ Mi và Vì. Nothing but net. Bóng sọt rổ từ góc 45 độ với cú cắt and shoot vừa rồi. Điểm số thứ 11 của Thảo Vì. 41-26. Khoảng cách là 15 điểm dành cho Gonzaga. Ước gì hôm qua thằng Clay Thompson đã ném được thế này. Cầu đã không thua. As well as over 10 assists, so not just getting it done with their ability to step out. Gì cú ném của Clay chỉ cần bằng nửa của Vi và Mi thôi. Nó quá cầu thắng rồi. Over 80 points per game. And when you look at their starting five, as I mentioned earlier, in double figures. But what that does, that allows people to play freely. Because now they know if I run, I'm going to get the basketball. Because you have two individuals that can manage the basketball. So you're never without a point guard. Rồi, nó quay lại với hiệp đấu thứ hai. 4 phút 10 giây. Khoảng cách 15 điểm. Hiệp một nháp tí thôi. So far in this game. Hanafin bám phách đột vào trong được truyền ra cho Hanafin, một quả ném ba. Như vậy là một tình huống ném ba, bóng trắng rổ ra ngoài, trọng tài xác định là bóng lên. Ước cái trận hôm nay á, hôm nay cho Bắc Cây ước tôi cũng ước mệt lắm. Thảo Vy. Đây là Thảo Mi. Over the last essentially 12 minutes of game time. Eliza. Hôm nay phải nói là cái pha luân bóng từ Gonzaga đang là cực kỳ uyển chuyển. Đường truyền hay, kiến tạo tuyệt vời của Thảo Mi. Điểm số được lên dành cho Hyman. 43-26. Khoảng cách cứ dần dần được kéo ra thôi. 17 điểm rồi. That's four more opportunities for Gonzaga. Danton đưa bóng vào phía trong, nhưng đó là một đường truyền lỗi. Người viên nhà đài bảo là great idea, nhưng mà thực hiện thì nó không tốt. Ba phút của hiệp hai, Thảo Vy cầm bóng. Đây là Eliza. Hyman chạy cắt lên từ Vy, đường truyền cho Eliza, đưa bóng vào trong cho Hyman. Tận dụng rất tốt chiều cao cũng như là một tình huống cài đè hợp lý để chiếm vị trí thì cũng vừa rồi. 45-26, 19 điểm cách biệt rồi. Để đội bạn dẫn 7 điểm hiệp 1 nháp. Danton. Phòng ngự hay đến từ Thảo Mi và trọng tài sẽ đi là bóng lên. Một tiếng tha minh phòng ngự hay đến từ Thảo Mi. Nhưng khoảng cách hiệp 1 khép lại khả năng ở hơn 20. 2 phút 24 giây. Maxwell. Eliza chậm lại. Đường truyền cho Mi. Ui, Mi vào bóng không tốt và chưa đưa được mình vào thế dứt điểm. Maxwell. Tiếp tục đưa bóng cho Mi. Eliza. Luân bóng quá tốt và 2 điểm. Ok, chưa có. Ừ, bây giờ mới là 2 điểm cho Hyman. Mất tới 2 field goal thì Hyman mới ghi điểm đúng rồi. 47-26. Khoảng cách là 21 điểm rồi. Chống trải này, không dám ném nữa rồi. Đùn đẩy nhau ném rồi. Hanafin. Danton. Bây giờ là cú ném của Danton. À chà, đội bạn cũng biết ném đấy nhưng mà nó lắt nhát quá. 47-29, khoảng cách là còn 18. 1 phút rưỡi. Thảo Mi. Đây là Eliza. Kalistok có screen. Hyman. Maxwell xin bóng. Maxwell ném khó và 3 quả ném phạt dành cho Maxwell. Maxwell không ném 3 thành công thì cũng câu phạt thành công. 3 quả phạt luôn. Destiny Burton cùng với Ejim trở lại sân. Rock solid so far. 11 points leading the way
and a balanced attack. Little returns for Gonzaga. Also the first appearance for the senior out of Wichita, Kansas, Destiny Burton. Một pha thành công. Transfer from Panola College as Maxwell hits the first. Gonzaga has a team shooting 58%. Phạt hai chính xác. Ừ, hai phạt thôi à. Chỉ là hai phạt thôi. 49-29, cách là 20 điểm. Một phút cuối cùng. Danton. Got their organization back in order. You can see why they're top 20 team in the country. It feels as though there are six players defensively out there. Phá vào phía trong. Phá xoay sở ra ngoài dành cho Danton. Danton và Thảo My. Có screen. Suýt người. Đường truyền lại về phía sau. Đột phá vào trong. Một cú floater. Không có điểm tính và cũng không có lỗi. 40 giây còn lại của trận đấu. Bóng dành cho các thủ Gonzaga. My đang là người cầm bóng lên. Ezolito, Maxwell, Destiny Burton, Thảo My, đột phá vào trong. Có screen của Destiny Burton nhưng trọng tài xác định là offensive foul. Moving screen của Destiny Burton. Thời gian còn 23 giây đủ cho đợt tấn công của St. Mary. The foul is not on the person setting the screen. Off the time it's on the ball handler not allowing it to be set, taking off before the ball before the screen is set. Acuso and Jones return for St. Mary's. Shot clock goes dark here for the end of this first half. Sẽ là một tiếng đánh chậm để đánh nốt shot clock đến từ St. Mary. 25 in the second quarter. Meanwhile, St. Mary's after a 10 giây. Point first period. Danton. 8 so far here in the second. 6 giây. Acuso. Vẫn là Acuso. Ủi vào trong một cú ném mid. Không có điểm tính và rebound dành cho Destiny Burton. Và đó cũng là tình huống cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai này. Như vậy là sau khi cộng lại điểm thì điểm số bây giờ đang là 49-28. À không, vẫn là 49-29 mà. Cách 10 điểm dành cho Gonzaga trước khi bước vào giờ nghỉ. Thế cái cách hai ta tung tăng thì một điều là anh biết em đang lung lay và sẽ thật là em thấy ok khi anh ngủ mẹ vào lòng nhìn em anh vội rồi anh thua rồi tim em lầm lỗi anh chưa từng dám nói anh yêu một ai thế này cứ coi là chúng ta chưa từng quen thì em cứ đi nhưng không được quên là tình yêu cũng có. Ok, có luôn. Đợi xíu. Có box score này. Thấy bảo từ nay làm tennis nữa. Thế á? Làm trận gì ấy? Sao các bác biết mà tôi chưa biết? Giải sức chân cho kịp lên công ty xem. Thế là có kịp không? Alo alo. Xin gửi chào mọi người đã quay trở lại với hiệp đấu thứ 3 giữa Gonzaga và St. Mary. Nhà đài bấm điểm đều ấy, đấy là 29 giờ lên 30 ấy. Đánh cho bây giờ. Đang 29 thì bấm lên 30. Ảo thật. Và người điểm danh lại số 25 này chúng ta bắt đầu bước vào hiệp thi đấu thứ 3 nha. Hello hello cả nhà. Sau khi hiệp một khép lại tỷ số đang là 49-29 nha. Nhà đài bấm nhầm ấy. Nãy đi tụt xuống 28 bây giờ lại cộng lên 30. Ừ. Nói chung là thời gian gần đây những chuyến làm khách của Gonzaga mình thấy cái công tác tổ chức nó không được ổn lắm, từ sân bãi rồi hình ảnh các thứ.
free throw line extension, was able to shoot over the top and deliver. 49-31. Không có 3 điểm được ghi nhưng rebound dành cho Ejim được truyền ra ngoài nhưng một tình huống mà Ejim đã mất đà. Phản công 2-1. Áp lực phòng ngự của Thảo Vy đã khiến đội bạn tự sút bóng ra ngoài. Turnover. Một tình huống 1-2 của Vy. Cách còn 18 điểm. Eliza. Thảo Vy. Còn đến 3 điểm. Chưa thành công. Bóng xuống dành cho Gonzaga. Talk about the impact that Jones has had. Saw her open with a three-pointer in the corner. She competes hard and has really had to emerge as one of those younger freshmen to step up with Eliza. Injuries to one of the likes of Addison Maxwell. Đây là Thảo Vy. Truyền ra cho Mi. Mi góc không độ ném 3. Không thành công rồi. Rebound từ Ejim. Vẫn là Ejim. Một pha lay up nó chưa thực sự tốt lắm. Maxwell đường truyền lại phía sau cho Vy. Tiếp tục là Vy. Hay quá và 2 điểm được lên dành cho Ejim. Ai đang nhiều điểm nhất đấy? Maxwell 13 điểm. 51-31. Đường truyền vào trong thủ hay từ Ejim. Áp lực phòng ngự rất lớn và bóng trở lại với Gonzaga. Thảo Vy tình huống chuyền bóng hơi vội nhưng bóng vẫn trở lại với tay của Gonzaga. Maxwell ném 3 điểm thành công. 3 điểm tính nữa dành cho Maxwell. Maxwell cũng đang có một ngày thi đấu hot end. Mình nhớ không nhầm thì đó cũng là quả 3 thứ 4 rồi. À đâu thứ 3. Akuso. Dalton được truyền đã bị bắt bài. Nhưng bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của các cầu thủ bên phía St. Mary. Trọng tài xác định sẽ là bóng luân phiền. Bóng xuống. Đồng hồ vẫn chạy này. Thế luôn, tổ chức chán ấy. Bóng chết và đồng hồ dây vẫn chạy. Mình truyền ra ngoài. Mình cú drop, sau đó là một quả ném 3 điểm không thành công. Đó là cú ném của Akuso. Bóng lên dành cho Gonzaga. Thảo Vy. Đứng truyền có khoảng trống. Đây là Mi. Ở phía trong là Eliza. Eliza lay up rất khó. Có rebound không? Không. Rebound cho đội bạn. Traveling. Áp lực phòng ngự của Vy đã khiến cho Akuso mắc lỗi chạy bước ở tiếng vừa rồi. Maxwell cười khá tươi trong một ngày mà cầu thủ số 22 của Gonzaga đang cực kỳ hot hand. Như vậy chính xác là 4 quả ném 3 thành công của Maxwell. Phi gôn là 48 ở ngoài vạch 3. 16 điểm. Thảo Vy. Ejim. Chạy cắt từ Thảo Vy. Và lấy up tay trái chưa có điểm được ghi. Một tình huống mà Thảo Vy đã chủ động contact. Nhưng tay trái thì chưa được ngoan lắm. Reverse layup của đội bạn thì đi elbow luôn. Thảo Vy cầm bóng lên. Vy hai giờ back rất dẻo. Pull up ném 3 ngay. Quá hay với pha xử lý vừa rồi của Thảo Vy. Quá nhiều kỹ thuật. Quá dẻo. Vy hai giờ back đi từ nhà tới trường. Sau đó là pull up ném 3 hit check. Cũng đã có điểm số thứ mười mấy rồi. 14 rồi. 14 của Thảo Vy. Nhưng đội bạn cũng vừa kiếm về N1. Cho xem lại cái quả vừa nãy đấy. Anh Đài ơi, cho quay lại quả vừa nãy đấy. Kỳ bò ấy. Không cho xem lại ạ. Hình như đội này là không có record lại sao, nhưng không có cho xem lại. Ném phạt thành công, 3-point play. Maxwell cùng với Thảo Vy đang là hai cầu thủ dẫn đầu với những cái điểm của Gonzaga. Lần bóng rất hay. Eliza chủ động contact, chưa có điểm, có rebound. Cũng chưa có điểm được ghi. Rebound dành lại cho Eliza. 3 tiểu tấn công rổ liên tiếp. Sẽ có một quả ném phạt. Hai quả ném phạt.
That was multiple chances for Hollingsworth. She finally was able to get to the free throw line on the foul. It was only a plus four in the first half and second chance points. Phải thành công. Did the majority of their damage in the paint, plus 12, and then of course the points from turnovers was plus 15 to the first two quarters as Hollingsworth. Phạt hai chính xác. Well, Evan, it's a reason why they didn't have as many second chance points, because their first shot was going in. So they were shooting 57%, so they didn't need any second chance points. Vậy là Thảo Vy tạm thời gian nghỉ. Vào sân thay thế là Callisto. Điểm số đang là 57-34, khoảng cách là 23 điểm. Phạm lượng giác từ Huy Duy. Đội bạn đang khá khó tấn công. Now they are looking the part here on the road. Acuso's got three to work with. Acuso buộc phải ném khó, không có 3 điểm được ghi. Rebound thì hai bên. Thảo Mi cầm bóng lên. Maxwell. Kelly Stokes. E-Dream đưa bóng lại cho Mi. Mi có screen, một cú ném mid range, hai điểm tính từ Thảo Mi. Thảo Mi cũng đang có một cái tay ném rất ngoan ngày hôm nay. Điểm số thứ 11 của Thảo Mi. 61-34. Đội bạn ném 3 điểm. Thành công. Cú ném quỹ đạo khá đẹp từ góc khung độ. Maxwell. Thảo Mi đường chuyển lại cho hai bên. Kelly Stokes vẫn đang là những pha luân chuyển bóng cực kỳ mượt mà và ném hai điểm chính xác từ Maxwell. Maxwell cũng đang hot hand với một ngày thi đấu cực kỳ tốt, 18 điểm rồi. 63-37, khoảng cách cứ dần dần được kéo ra thôi. Bây giờ nó là 26 điểm rồi. Thời gian của hiệp đấu thứ ba là 4 phút 40 giây. Acuso. Người chuyên gia dành cho Masora. Phối hợp rất hay và hai bên không có điểm được lên nhưng trọng tài thổi lỗi. Hai quả ném phạt dành cho hai bên. The activity, live ball turnovers, they're getting out in transition. Nice touch pass. Như vậy là có time out tới từ và cả Glick. Còn vào ngày thứ hai, ngày 18, sẽ là những cuộc thi như Skill Challenge, 3-point contest hay là Slam Dunk contest. Trong số đó có một sự kiện rất đáng chú ý. Đó là sự kiện của cuộc đối đầu giữa Sabrina Ionescu và Stephen Curry để xem ai là cầu thủ ném 3 hay hơn. Và vào ngày cuối cùng sẽ là ngày 19, ngày thứ hai đấy, sẽ là main event, trận đấu All-Star của hai đội miền Đông và miền Tây. Giờ thì ngày đầu tiên tất cả các sự kiện sẽ đều diễn ra từ 8 giờ. Không, chủ nhật vẫn làm Gonzaga xong rồi làm All-Star chứ. Chủ nhật Gonzaga đánh sớm, Gonzaga đánh 5 giờ cơ. Làm Gonzaga xong rồi quay ra làm All-Star. Bởi vì hôm đấy mình làm All-Star là làm về Skill Challenge, làm 3-point contest với cả làm Slam Dunk. Nên là có lẽ nó cũng tương đối là chill thôi, mặc dù là nó cũng hơi dài. Rising Star có Wemby không? Có Wemby. Có Wemby, có Chet Holmgren, có Podziemski, có những cầu thủ năm nay mới lên NBA và cả cầu thủ năm ngoái nhé. Tất cả các sự kiện thì đều diễn ra từ 8 giờ sáng. Mình nhớ không nhầm là như vậy. Một pha thành công. Đúng rồi, từ 8 giờ sáng. Ngày thứ hai thì có lẽ là hơi khó xem bởi vì bên Mỹ ngày thứ hai của mình là ngày chủ nhật của họ. Nên là cái sự kiện chính nó sẽ diễn ra vào ngày thứ hai. Nhưng mà năm nay thì có lẽ là mọi ánh mắt đang đổ dồn nhiều về cuộc đối đầu của Sabrina Ionescu, cầu thủ ném 3 tốt nhất của WNBA, sẽ so tài với Stephen Curry, cầu thủ ném 3 số 1 trong lịch sử NBA. Ném 3 thành công tới từ St. Mary's.
Rồi, hết chương trình quảng cáo rồi. Chúng ta trở lại với trận đấu này. 67-42, khoảng cách đang là 25 điểm. Ejim chuyển phá vào trong từ Kelly Stokes, một pha gõ bảng ghi điểm rất đơn giản. Outlet pass đột phá vào trong, một cú ném mid range. Chưa có hai điểm tính dành cho St. Mary. Thảo Vy, Clay O'Connor cũng đã được tung vào sân. Hyburn được chuyển vào trong cho Ejim. Ejim xử lý mất hai nhịp nhưng vẫn chưa có điểm. Nhịp thứ ba thì sao, cũng chưa được. Nhưng Clay O'Connor là người nhận được trái bóng này. Đội bạn thủ giác và bóng trở lại với St. Mary. Tình huống mà Clay O'Connor không có khoảng trống để chuyển bóng ra. You mentioned earlier in the first half they didn't have that many. Now you're starting to see them stack up because now they have the length on the floor. All three quarters tonight for Gonzaga have resulted in 20 points or more as Esther Little comes back on, the grad student. Đấy, thế là có gì ngày mai, ngày kia và ngày kia mọi người, nếu có thể thì có thể lên Thập Cẩm TV đồng hành cùng bọn mình trong kỳ All-Star sắp tới nha. Sẽ là 3 ngày. Rất mong mọi người có thể ủng hộ và theo dõi những sự kiện khá là quan trọng cũng như là hấp dẫn của NBA All-Star 2024. Hai điểm tính dành cho Akuso. Và cũng sẽ có những sự kiện tương đối là hấp dẫn và phù hợp với kiểu xem giải trí. Thì nó không đơn thuần là những trận đấu như chúng ta đang xem mọi ngày. Clay O'Connor có khoảng trống, một quả ném 3 điểm chưa thành công nhưng rebound và hai điểm tính cho Hyburn. Right lady, right spot, is able to finish. Then you look on the sidelines and next dead ball check in. Khoảng cách đang là 27 điểm. Lấy bóng đến từ Ejim. Phải xác định có lỗi từ Akuso. For Akuso, that's going to be her third personal foul and for St. Mary's their fourth as a team. And you're talking about the flexibility when you have Ejim, who's your forward guarding the point guard for St. Mary's. She's able to slide her feet. She's athletic enough to bother her on the perimeter. Checking back in, Hollingsworth. Ngồi hài vãi. Toàn các danh hài mà. Thảo Vy. Ezolito. Eliza kick ra có khoảng trống. Thảo Vy thực hiện một quả ném 3 điểm thành công. Thêm một quả 3 điểm nữa của Thảo Vy. Quả ném 3 điểm thành công thứ tư. À đâu, thứ 5 rồi phải. Thứ 5 rồi. 17 điểm dành cho Thảo Vy. Hiệu suất ném 3 là 5/7. Đội bạn cũng đáp trả bằng một quả 3. Hai đội hôm nay ném 3 boy contest từ hiệp 1 luôn. Thảo Vy. Eliza cũng đáp trả. 3 điểm nữa dành cho Eliza. Vừa nhắc đến 3 point contest xong thì hai đội cho xem luôn, không cần phải đợi đến All-Star. Liên tục là những quả 3 điểm vào rổ của nhau. 7-4-4-7. Ui, số đẹp. Khoảng cách 27 điểm vẫn được giữ. Akuso. Akuso và Ezolito. Đột phá vào trong và một block của Ezolito. Đấu súng rồi. So 8 to shoot for St. Mary's, 21.8 on the game clock. As Maya Jones will check in. À không, bây giờ nó thành 77-47 rồi, 30 điểm rồi. Despite the Gales being down big, Akuso's got 9 in the period. Hiệp đấu thứ 3 còn 28 giây. Jones triggers it. Thủ hay. Nhưng chưa cướp được bóng thì tình huống tiếp theo thì Vy đã mắc lỗi. Hơi đen. Không sao. À không. Vậy là bóng dành cho Gonzaga, đó vẫn là một pha thủ tốt của Thảo Vy. Như vậy là có thêm một số tiêu nữa. Thảo Vy. Chuyển vào trong cho Hyburn và hai điểm lên dễ dàng. Hôm nay thì Thảo Vy cũng đang đóng góp rất nhiều về mặt trận kiến tạo. Vy nhặt về cho mình 4 kiến tạo rồi. So that's what I'm looking at. I'm looking at the shoes. Kalen Trung wears the white ankle sleeves, and just the difference between the two. There you go. There it is, Evan. For everyone watching at home, Foy's got a hoist.
Đương nhiên là không có 3 điểm rồi. Khép lại hiệp 3, tỷ số đang là 79-47, khoảng cách đang là 32 điểm dành cho Gonzaga. Đánh cái này khả năng lên 40. 12 tháng 3 của WCC. Không có người ơi, chắc quên thật á. Không, như mình là mình không mấy khi quên. Mình đặt báo thức là mình hay dậy trước cả báo thức. Trừ khi hôm nào mệt lắm, mệt quá rồi thì chịu. Chứ còn ngày bình thường thì mình đã đặt báo thức rồi thì kiểu gì nó cũng dậy được. Thường là mình là người dậy tắt báo thức trước khi nó kêu. Mình là sống trong môi trường thuyết quân lập, thuyết quân luật từ nhỏ. Toàn bị dậy 5 giờ sáng nên nó quen rất ấy. Ngày bé lúc còn đi học toàn dậy 5 giờ sáng tập thể dục. Nên là kiểu nó bị quen. Mặc dù bây giờ lười rồi. Thực ra bắt đầu lười từ trước rồi. Nhưng mà nó vẫn bị cái quen cái đồng hồ sinh học tầm 5 giờ là mắt mình mở dậy. Còn sau đó có ngủ tiếp không thì là quyết định của mình. Hiệp đấu thứ tư, đội bạn thực hiện một quả ném 3. 3 điểm tính, một cú ra tay khá đẹp mặt. Có lẽ là cú ném 3 điểm của Ruby Vlahov. 79-50, khoảng cách còn 29. Angelito. Thảo My, lần bóng liên tục. Được truyền ra cho Maxwell, Karensu 3. Lần thì không có 3 điểm được ghi. Rebound không dành cho Gonzaga. Vlahov. Only had 5 points in the third quarter after a 13 point first half. Leads the way so far with 18. 4 double digit scores this evening for Gonzaga. Bernard. Một phá vào trong. Một tiếng hãm phanh ném mid range không có điểm được ghi. Rebound dành cho Ezelito. Rất quyết tâm và bóng trở lại với Gonzaga. Đây là Thảo My. Vẫn đang là My. My lái một vòng lại đi ra ngoài rồi. Đường truyền cho Eliza. Angelito. Destiny Burton. Maxwell. Eliza ném 3 ngay. Có 3 điểm tính cho Eliza. Eliza hôm nay cũng đang có điểm số thứ 10 rồi. Khoảng cách 35 điểm. Nhưng mình bảo nếu đà này thì khả năng lên 40 là khá cao. Gướp bóng từ Eliza. Thảo My. Tiếp tục là Thảo My đột phá, đường truyền hay. Và Ezelito không lên được 2 điểm. Hơi phì. Và lay up nó hơi lỏng tay từ Ezelito. Một cầu thủ đánh giá cao về khả năng phòng ngự và rebound nhiều hơn là tấn công. Bạn ném 3 không thành công rồi. Rebound từ Ezelito. À quên nhầm, từ Eliza. Đây là My. Maxwell ném 3, không thành công. Rebound của Destiny Burton và kiếm về N1 dành cho Destiny Burton. Rất mạnh mẽ. Marshall. Cơ hội cho một cú 3-point play dành cho Destiny Burton. 29-point victory for Gonzaga. Right now, they're letting everyone know that they understood the assignment. They're up by 34 with 7 minutes remaining in the fourth period. Well, and the score might tell you that this game is not close whatsoever, but St. Mary's did match the energy as Maxwell matches another second chance opportunity. Vừa có điểm à? Vừa quay đi có điểm luôn, đội bạn ném 3, không thành công. Rebound dành cho Maxwell. Trọng tài xác định là một loose ball foul. But I'll tell you what, Maxwell, her ability, she's played on both sides of the ball. 5 fouls that she created by herself alone, leading the team and scoring. You have to tip, you have to dành cho St. Mary. Hiệp 4 còn 7 phút. In the game in which their leading scorer, Ejim, has been all too active. Just 10 points for her as she checks into the game off the stoppage. Đưa bóng vào phía trong. Rack tied up. Phòng ngự có lỗi của Maxwell.
Now the third team foul for Gonzaga here with 7 to go in the game. And you can see their philosophy. They front the post, and the weak side defender comes over on the help side. Tiếp tục là bóng biển dành cho đội chủ nhà. Sure that's Maxwell. She will not be returning to this contest, I would imagine. Claire O'Connor checks in for her. Jones. Và đi bóng là của Jones. Maya Jones đã không thể chuyền bóng chính xác, bóng trở lại với Gonzaga. But again, Evan, just imagine Coach Fortier. She knows that throughout the game she's going to have a quality chuyền dành cho Ejim. That says a lot. Claire O'Connor pull up ném mid range, có 2 điểm tính với cú ném rất tốt từ Claire O'Connor. Một người mà dạo gần đây tôi khá là si mê. Xinh vậy. O'Connor did a great job of coming off of that single side action on the screen roll and kept it. Hanaraf ném 3 ngay, bóng trắng rổ ra ngoài, rebound từ Ejim. Thảo My tiếp tục là My. My chậm lại đưa bóng vào trong, chưa được. Bóng trở lại với Saint Mary, thời gian còn khoảng 6 phút thủ tục thôi. Khoảng cách giờ là 38 điểm rồi, nhưng mình đã bảo là sắp chạm mốc 40 rồi. Maya Jones. St. Mary's shot 7 of 13 in that third quarter. It's the amount of attempts. Đang phòng ngự khá rát. Đột vào trong lấy 2 điểm không thành công. Rebound từ Ejim. In regards to shooting percentage, St. Mary's now 5 phút rưỡi. Chính xác là 5 phút 20 giây. The defense has been active. It was St. Mary's in a phone booth. Ejim. Ejim ủi vào trong rất nhanh nhưng không có 2 điểm. Rebound cho Eliza, bị phạm lỗi rồi và 2 phạt cho Eliza. They continue to just to pound the glass. Speaking of Gonzaga, so far plus 20 in regards to rebounds, 38 to 18. 18 offensive rebounds plus 14. And the majority of those offensive rebounds coming in this second half. Một pha thành công. As a team, they had 8 through the first two quarters. Really have ramped it up here in the second half. Near line change for St. Mary's. Phản hai chính xác. 90-50, khoảng cách 40 điểm rồi. This is what I love about the flexibility. You have Ejim that can play the guard or the point. 5 phút. Her feet, a bigger defender. Vừa có một tình huống phạm lỗi trước của Gonzaga và không có điểm tính. But that shows you the flexibility. The longer defender on Okuso, who's been able to score on Vi chắc là nghỉ thôi. Defenders down in the painted area. Link box score. Ok em. Có link box score. Single role for Gonzaga in her story career. Box score nha. Có 2 điểm được ghi dành cho cú ném của Saint Mary. 90-52. Mình nghĩ lòng này Gonzaga sẽ chạm mốc 100 điểm. Còn 5 phút và ghi thêm 10 điểm có lẽ là làm được. Claire O'Connor. Eliza, Kelly Stokes, Thảo My. Tiếp tục là My. Bóng đang hơi bị rơi. Ejim, Kelly Stokes. Hơi khó, kích ra ngoài. Cú ném ngay của My. Không thành công rồi. Rebound cho Ejim không? Không, bóng lên. That'll take us to a media timeout. We'll be back with the final 4:33 here. Rồi, nó quay lại với 4 phút 30 giây cuối cùng của hiệp đấu thứ tư. Thời gian đang ở nhầm quên, điểm số đang là cách biệt 38 điểm. Đột phá vào phía trong, lấy 2 điểm cũng thành công, một block của Ezelito. Gần đây thì Ezelito đang có những block khá đều đặn. Như vậy là V đã quay trở lại sân. Ezelito để truyền ra hợp lý. Kelly Stokes chống trả với một quả ném 3 điểm chưa thành công. Loose ball foul của Ejim. Hình như là đủ lỗi đồng đội rồi đấy. Manila cầu á, việc quái gì vậy, đi Manila. Vụt luôn chừng 2.5. Không biết gì phải sợ. Từ tôi xem kèo đã.
từ lúc đổi máy chưa đạo lại áp hết. Gửi ngay bài ông Hoa cho cây á. Tí tôi chạy sang tôi bật luôn. Cần gì phải gửi. St. Mary's 19 turnovers have led to 37 Bulldogs points here in this game. And we also talked about at the top of the telecast that they have five, their starting five is all averaging double figures. And when you take a look at it from that perspective, Ejim with 20 points pacing the team, but tonight she's been held in check. Strong. Ejim. Tiếp tục là Ejim đột phá vào trong. Bóng vẫn đang trong cuộc, đường truyền ra hơi khó. Looking for effort along with energy. And that's what Jeff Kamen has preached here in his first season in Moraga. Cách đang còn về con số 36. Cú ném mít. Tiếp tục là trọng tài bắt lỗi. Phút cuối thì trọng tài đang thổi lỗi khá nhiều dành cho Gonzaga. Và liên tục là những cơ hội ném phạt dành cho St. Mary. And the second defender comes up consistently, it stops the drive in itself, and then the other defenders rotate down to the basket, and they find the next pass out. Defensively, they are solid. 54 points tonight. St. Mary's shooting 43% from the floor. You can see again why they're one of the top teams in the country. No doubt, and also something that we were talking about during a break, you know, this type of performance from Gonzaga, the, not just tonight, but of course throughout the entire season, as well as on the men's side, it's good for the conference. It's good for the West Coast Conference to have two prominent programs. Well, the men's team is in second place right now, of course, behind the Gills on the men's side, who you can catch on CBS, by the way, later tonight at 8 o'clock. That's Steve Burton. The conference is on. Quả ném 3 điểm. Tiếp tục là 3 điểm được ghi với cú ném ở góc 45 độ dành cho Thảo Vy. 6 quả ném 3 thành công. Và vừa rồi là điểm số thứ 20 của Thảo Vy rồi. 6 quả ném 3 thành công. Đội bạn cũng đáp trả một quả 3 nhưng có lẽ là cũng không nhiều ý nghĩa cho lắm. Vì làm tiếp quả 3 nữa cho 7 quả 3 nào. Ném như anh bếp luôn. Hai bên. On the women's side, I mean, you look at Gonzaga's resume right now, 24-2, likely headed to 25-2, along with their 19th consecutive win. But the only losses on their resume, one of which was an overtime to a top 25 Washington State team on the road. Không thành công với cú ném vừa rồi, như là lại của Mi, à của Vi, rebound của Hyman, có lỗi rồi. WCC có 3-point contest không? Này tôi không biết. Ra thì đến HBL nó còn có 3-point contest cơ mà. You have Ejim along with of course Brenna Maxwell, who's a versatile player. This is a team that has 3 if not 4 potential number 1 options. It's a reason why they've been here. Hai phạt cho hai bên. Yeah, absolutely. And when you look at you couple that on the defensive side. Phạt trượt của hai bên. Vì làm thêm có 3 điểm nữa là đẹp. 7 của 3 là bú là tươi rồi. Hôm nay thì có Maxwell 20 điểm, 4 quả 3, Thảo Vy 20 điểm, 6 quả 3, Phi Quân ném 3 là 69, Thảo Mi hôm nay có 11 điểm, Phi Quân ném 3 37, hầu như là rút Thảo Vy ra rồi, không ghi điểm nữa rồi, không ném được quả 3 nữa rồi. And misses. But nhưng mà thôi, cho các bạn dự bị đánh với. Hôm nay thì cả Maxwell và Thảo Vy ghi điểm như nhau nha. Hai bên. Leo Connor. Hai bên ở phía trong. Pha lay up chưa có điểm, Dusty Burton có rebound. Đường truyền ra ngoài cho Leo Connor. Quyết định đánh chậm lại.
Ezolito đường truyền vào trong hơi mạnh dành cho đà thoát xuống của Hybin. They understand how to close games out. So as I said before, if they just happen to fall in the tournament. Ô, nhưng mà khả năng là không lên được 100 điểm. Còn tận 6 điểm nữa mới được 100. Quả ném ba thành công tới từ St. Mary. 9-4, 6-2. They play hard and they run their offense hard and they play defense extremely hard. Kelly Stokes tiếp tục là Kelly Stokes đột phá, chuyển bóng ra ngoài nhưng mà truyền tay vào đối phương rồi. Phản công cho St. Mary. Một block nữa dành cho Ezolito, tham mình quá chuẩn. Rồi bạn ném ba, thành công. 94-65, khoảng cách còn 29 điểm cho đội bạn gỡ tí. Hai bên. Một phần là cho các bạn dự bị đánh, một phần là cũng phải nghỉ ngơi chứ. Sắp đánh playoff, sắp đánh March Madness rồi, phải để sức mà đánh. Clay O'Connor có 2 điểm nữa được ghi, dáng ném rất đẹp từ Clay. 96-65, cố gắng làm 4 điểm nữa nào. Có khoảng trống, ném 3 điểm ngay, thêm 3 điểm tính nữa, đội bạn chỉ ném hay đầu trận với cuối trận thôi, chứ còn giữa trận thì không ném được. Đội bạn đầu trận với cuối trận ném như rồng như phượng vậy. Nhưng giữa trận thì không. Rồi có lỗi tấn công của Ezolito. Lát anh cuốn làm trận 10 giờ NBA được không á? Hui, đau họng lắm em ạ. Khó. Anh làm từ đêm hôm qua rồi, sắp ngất ở đây rồi. Vậy là Garbage Time rồi. Quyết định dừng bóng. Điểm số cuối cùng đó là 96-68. Khoảng cách là 28 điểm dành cho Gonzaga và thêm một thắng lợi nữa dành cho Gonzaga Bulldog. Rất dễ dàng trong một ngày thi đấu mà Thảo Vy có 20 điểm.